Xin chào tất cả các bạn nha. Mời các bạn trở lại cái video của mình ngày hôm nay. Thì cái video ngày hôm nay mình tiếp tục cập nhật tình hình cây vạn thọ của mình nha các bạn. Thì hôm nay cũng là ngày mình giao cây vạn thọ luôn nha. Thì hôm nay thì cũng đã 22 tháng 12 âm lịch của mình rồi. Còn mấy ngày nữa thì cũng tới Tết rồi. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị là hỏi mình là tình hình cây vạn thọ hoa nó như thế nào rồi. Thì sẵn tiện hôm nay thì mình giao cây vạn thọ cho khách, thì mình cũng quay cái mặt bông cho cô chú anh chị mình xem luôn nha. Thì đối với cái dòng vạn thọ cao này thì mình mua đây là cái dòng màu vàng cam nha các bạn. Nhưng màu vàng cam này nó rất là sáng màu nha. Nó dòng màu thọ cao thì đặc biệt mình chỉ xài vàng cam thôi. Mấy cái vàng bên đây thì mình bán hết rồi, trống vàng các bạn. Thì sẵn tiện hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho các bạn là cách mình trồng bọc cũng như là mình quấn cây cho sao cho mà lên lô nó không bị gãy bông nha. Cũng như là khi mà mình bán thì khi mà những cái người khách người ta lợi lựa hoa đã dở chậu lên nó không bị gãy bông, cũng như cho để cho mình dễ tưới. Thì đây là những cái bọc kiến mà mình quấn cho nha các bạn. Thì cái loại này thì chúng mình ta bán tùy theo kích cỡ chậu nha. Chậu chín cũng có, chậu 10 cũng có, 11 cũng có. Thì tùy theo mình trồng chậu mấy thì mình loại mình mua thôi. Cũng rất là dễ. Thì cái lọc bọc kiến này thì lên lô khi mà lên chỗ chợ mình bán mình đã để luôn nha các bạn. Chứ mình không có tháo ra nha. Đối với những cô chú anh chị mà mình quấn giấy thì mình còn tháo ra, còn đối với mình khi mình trồng bọc kiến này thì mình sẽ không tháo nha, để luôn, mình để đùm tưới nước luôn, nó cũng không bị hầm đâu các bạn. Thì đây là những cái mặt bông của ngày 23, ngày 22 âm lịch của mình nè. Thì hôm nay thì còn chung là vạn thọ thì nó rất là mau nở. Thì khoảng chừng cái này khoảng chừng 25, 26 bắt đầu mà các bạn thấy là nửa bông rồi. Thế chung tới 30 thì giờ nó vừa đầy nha các bạn. Thì mình trưng vạn thọ đầy thì mình trưng khoảng chừng 4-5 ngày, qua tới mùng 5 mùng 6 là cũng vừa tàn rồi. Còn nếu mà các bạn mà mua loại mà búp hơn thì mình trưng lâu chút xíu. Nhưng mà theo mình thấy thì nếu mà mình tưới nước về, mình tưới nước lã nước thì cái vạn thọ nó cũng nở, nó cũng không có đầy bông nha các bạn. Ở đây là miếng mặt bông vạn thọ nè, cái này thì chừng 26 nửa bông nha các bạn. Về thì mình để vô mát thì nó sẽ chậm nở hơn xíu, còn nếu mình để ngoài nắng hơn nắng sương bình thường thì nó cũng nhanh nở nha. Đó, đây là dốc của mình trồng bọc kiến các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ lên chắc lên xe đó cho giao cho khách luôn. Đó, khi giao thì mình để nguyên kiến luôn. Thì chung là khách mình chắc lên xe thì mình vạn thọ thì mình chắc một là chắc đứng, hai là chắc kê nha, kê chậu nha. Thì như vậy nó xong bị gãy, chứ tránh tình trạng là mình chắc lớp thì cây vạn thọ lên chỗ bán này nó sẽ không đẹp nha các bạn. Nên các bạn nhớ lưu ý nha. Đây này, mặt bông là ngày 22 âm lịch nha các bạn, rất là sáng. Đó, mình trồng bọc như thế này thì lên lô sẽ mình để khách khi mà khách lựa nó sẽ không bị gãy bông nha. Và nhìn cái cây nó rất là sang luôn. Chung là khi mình bọc kiến nhìn vô cái cây nó rất là sang. Còn mình để một là mình quấn báo mà mình khi mình tháo ra nhìn cái cây nó không được sang, mà khi mà khách